Kính thưa quý bạn đọc, tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách mà tôi yêu thích. Đó là cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả. Đây là cuốn sách của nhà văn Bea Misi. Không chỉ là cuốn sách hay về văn chương nghệ thuật, mà còn chứa đựng các nội dung rất sâu sắc về nghề dạy học. Cuốn sách Những Tấm Lòng Cao Cả là thiên tiểu thuyết viết dưới dạng nhật ký của cậu bé 11 tuổi, người Ý, tên là Enrico. Trong suốt năm học lớp 3, đã đều đặn ghi lại những mẩu chuyện ấn tượng nhất đối với em. Từ những việc làm của thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm, cho đến những câu chuyện được đọc trên lớp, những bức thư của cha mẹ hay những sự kiện gặp trên đường phố, tất cả đều được ghi vào cuốn nhật ký của cậu bé. Với Enrico, mỗi câu chuyện là một bài học về tình thầy trò, bạn bè và cha mẹ, về sự yêu thương, lòng trắc ẩn và tình yêu nước vô bờ bến. Tất cả đã tạo nên một tác phẩm đầy tính nhân văn, làm say lòng người. Mỗi ngày trôi qua, những trang nhật ký của Enrico, nhân vật chính trong các câu chuyện đầy ắp những ấn tượng mới về những bỡ ngỡ, những bài học cuộc đời. Cậu không quá nổi trội so với các bạn cùng lứa tuổi. Cha cậu là nhà báo và cậu có một gia đình thật tuyệt vời. Cuộc sống của cậu chìm đắm trong tình yêu thương vô bờ và những bài học làm người của cha mẹ. Trong suốt 10 tháng liền của năm học lớp 3, cậu đã ghi chép lại những cảm tưởng, những câu chuyện cảm động mà cậu đã được tận mắt chứng kiến hay biết được qua những câu chuyện đọc hàng tháng. Qua ghi chép đó, ta có thể thấy rõ tình cảm thân thương cậu dành cho trường học và gia đình. Đó là sự kính trọng, tình cảm mến yêu và nể phục, biết ơn đối với những thầy cô giáo đã quên cả bản thân, dành cuộc đời và lẽ sống của mình cho các học trò. Như cụ giáo Crosetti, chỉ nghỉ hưu khi đã ngoài 80 tuổi, cô giáo lớp 1 của Enrico dù đau ốm gắng gượng đến cùng để không bỏ trường học. Hay thầy Pepponi, cương nghị mà rất nhân từ. Những thầy cô giáo đó cả đời cống hiến bản thân, sống thiếu thốn nhưng trong lòng luôn ắp một ước mơ duy nhất: dạy dỗ thế nào cho học trò của mình thành đạt. Những bạn học của Enrico, ở đó Enrico đã được tiếp xúc với những cậu bé đủ mọi tính cách, như Garone là một người bạn to lớn, hào hiệp, luôn giúp đỡ mọi người bênh vực kẻ yếu. Derossi là một chú bé rất thông minh, luôn dẫn đầu lớp nhưng không hề kiêu căng. Trong đó có Votini lại luôn đố kỵ với Derossi, khiến thầy giáo phải nói với cậu ta rằng: đừng để con rắn ghen tị luồn vào trái tim, đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim. Những câu chuyện đọc hàng tháng đã được thầy Pepponi chọn lọc và là những bài học vô cùng quý giá. Cho đến nay, tác phẩm bất hủ này vẫn vang vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi ở các thời đại khác nhau. Những Tấm Lòng Cao Cả mang trong mình những bài học đạo đức thấm đẫm tình người, về tinh thần học tập không ngừng nghỉ của những người lao động cật lực, của những thiếu niên mù, về trái tim can đảm sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, chết vinh còn hơn sống nhục, về lòng nhân ái khoan dung trước một linh hồn tội lỗi, một hoàn cảnh yếu le, về tình bạn không so đo tính toán, hướng ta đến với cái chân thiện mỹ, với khao khát hoàn thiện bản thân, với ao ước sống thật có ý nghĩa và vẹn tròn. Đọc Những Tấm Lòng Cao Cả, chúng ta sẽ hiểu thêm về tâm sức của những người chở đò, hiểu thêm sự cần thiết và quan trọng của mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội để giáo dục mình, cho bạn trở thành một công dân tốt. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách hay và bổ ích này các bạn nhé!